Chỉ còn một tuần nữa là tới Noel. The White House is warning the new Omicron variant may fuel yet another surge of infections and deaths. Tòa Bạch Ốc cảnh báo cho biết con vịt biến thể Omicron có thể là một cơn sóng mới lây nhiễm nặng và số người chết cũng nhiều theo vài tuần sắp tới đây. Đây là ông Tổng thống Hoa Kỳ nói cho biết chúng ta nhìn thấy đây là số người bị nhiễm rất là nặng sắp tới và số người chết cũng rất là nhiều sắp tới đối với những người không có chích thuốc ngừa. Ông Dr. Fauci nói cho đài biết con vịt biến thể Omicron sẽ đột phá nhiều hơn là con vịt Delta. Những gì chúng ta đang để ý tới mục tiêu trong lúc này đó là lây nhiễm, đột phá biến trở thành bị càng bệnh nặng thêm nữa. Một cái nghiên cứu mới từ bên Hồng Kông báo cho biết Omicron replicates in the airways more rapidly than Delta. Nó bay trên không khí nhiều hơn 70 lần của con vịt biến thể Delta. But experts say mRNA booster shots seem to prevent serious illness. Theo được báo cho biết mRNA booster, những gì booster shot chúng ta đang có ngay bây giờ giúp đỡ để chặn lại về cái bệnh này. I think that in no way will it rival the number of hospitalizations and deaths that we saw last week. Theo tôi suy đoán, có lẽ là không có tăng bị nặng và chết nhiều giống như mùa đông hồi năm rồi. In Miami, massive lines suddenly reappearing at drive-through testing and... Ở bên Miami, Florida, số người xếp hàng rất là dài để test COVID-19. Và cũng xếp hàng rất là dài những cái chỗ chích thuốc ngừa. Indication of the demand for tests that's only expected to increase. Đó có nghĩa là vậy nhiều người sẽ muốn test COVID-19 càng nhiều thêm nữa. Meanwhile, in states like Colorado, trong lúc này giống như những tiểu bang ở bên Colorado, hospitals are struggling with yet another devastating surge. Nhà thương đang gặp rất là khó khăn tại vì ngay bây giờ có một cơn sóng mới về lây nhiễm đang bùng phát. Frontline doctors and nurses say patients with life-threatening conditions. Theo những người bác sĩ y tá nói cho biết những người nhập viện vô đây đang bị đe dọa tới tính mạng. Are suffering because COVID patients are taking up so many ICU beds. Tại vì những người nhiễm COVID vô trong nhà thương rất là nhiều. We have threatened the ability of healthcare to deliver healthcare in the United States. Ông Dr. Richard ổng nói hiện tại ngay bây giờ chúng ta đang bị đe dọa ở trong nhiều nhà thương ở trên Hoa Kỳ. Specifically because people are not participating in a societal responsibility to get back. Là tại vì có nhiều người ở trên Hoa Kỳ không có chịu trách nhiệm và không có chịu đi chích thuốc ngừa, cho nên có người nhiễm nặng vô trong nhà thương. It feels like we have been clawing through the mud trying to get ourselves. Hiện tại ngay bây giờ chúng tôi đang cảm giác giống như đã từ lâu đang bò ở dưới sình. Trong lúc này chúng tôi bò hoài, bò mãi không có ra được cái lỗ sình lớn như vậy. Và ngay bây giờ chúng tôi cần mọi người giúp đỡ. Đó là người bác sĩ báo cho biết. Đó là họ kêu khuyến khích mọi người nên chích thuốc ngừa. Americans navigate the holiday season. Dr. Fauci saying those vaccinated and... Và trong lúc này sắp sửa tới ngày lễ trên Hoa Kỳ, ông Dr. Fauci nói về chuyện này. Những người mà đã chích booster shot có thể tụ họp với nhau. Things, you should feel comfortable in having a good, restful, peaceful holiday season with... Ông Dr. Fauci nói mọi người nên làm những gì nên làm. Làm xong những chuyện đó thì chúng ta cảm thấy là có một cái an toàn một chút trong cái ngày lễ sắp tới đây, có thể gặp gia đình và bạn bè của mình. Có một số hy vọng của ngày lễ đang sợ một cái gì xảy ra kế tiếp